Cậu sao không? Không sao. Lệ này. Gì đấy? Cậu có người yêu chưa? Đang ấy xương ấy xỉa lên đây. Chưa có ai cả. Chưa thì tốt. Sao lại tốt? Không có gì. Mình đi nào. Đi được không đấy? Được mà. Đã bảo để tớ cầm cho mà. Lôi bà ta ra. Đi. Các con làm cái trò gì đấy? Làm cái trò gì thế này? Bỏ bà tôi ra. Cái chân tôi đau quá rồi. Bà ơi, bà làm sao thế hả bà? Lẹ, sao cháu biết mà về đây? Cái Tuyết nó gọi cho cháu, bảo là chú Tím lừa bán đất của bà, rồi đuổi bà ra nhà thờ họ. Sao lại đến nông nỗi như thế này hả bà? Bà bị chúng nó lừa, cái lũ con cái mất dạy. Bà khổ quá Lệ ơi. Mọi người xông vào ức hiếp một bà già yếu đuối như thế này mà không thấy xấu hổ à? Còn để lao. Ta cùng chung đôi.